Tiểu sử ca sĩ Sĩ Đen, ca sĩ nhạc hoa đình đám thời mưa bụi với Tài Linh, bị bạo bệnh cần giúp đỡ. Ca sĩ Sĩ Đen nổi tiếng với nhạc tập Mưa Bụi, đi kiểm tra sức khỏe được chẩn đoán bị tràn dịch màng phổi, phải nhập viện 2 tuần nay. Nghệ sĩ cải lương Bình Tinh, ca sĩ Khánh Băng và Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi quyên góp, tổ chức đêm nhạc để ủng hộ Sĩ Đen điều trị bệnh viêm phổi tại bệnh viện. Đàm Vĩnh Hưng xác nhận, nam ca sĩ phối hợp cùng phòng trà không tên tổ chức đêm nhạc tình nghệ sĩ để giúp đỡ Sĩ Ben, ca sĩ nổi tiếng thập niên 1990 với bằng đĩa Mưa Bụi, điều trị bệnh viêm phổi. Anh Sĩ Ben đang bị phổi rất nặng, tôi hy vọng phụ được anh cùng gia đình chữa trị căn bệnh quái ác, mong khán giả ủng hộ điều trị bệnh cho nghệ sĩ, Đàm Vĩnh Hưng cho biết. Tối ngày 25 tháng 4, Bình Tinh thông báo trên trang cá nhân tình hình quyên góp tiền giúp đỡ Sĩ Ben trị bệnh. Tính đến ngày 24 tháng 4, nữ nghệ sĩ kêu gọi quyên góp được 51,7 triệu đồng, làm tròn 52 triệu đồng và một số tiền ngoại tệ. Tôi xin ngưng không quyên góp và sẽ vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để trao số tiền này tận tay anh Sĩ Ben cùng danh sách người hỗ trợ. Tôi xin cảm ơn khán giả, đồng nghiệp chung tay cùng Bình Tinh hỗ trợ Sĩ Ben trong hoàn cảnh khó khăn, Bình Tinh chia sẻ. Trong video đăng trên trang cá nhân, ca sĩ Khánh Băng trao tặng tay ca sĩ Sĩ Ben số tiền 52 triệu đồng, 1.000 đô. Sau khi nhận tiền giúp đỡ, Sĩ Ben gửi lời cảm ơn đến khán giả và nghệ sĩ. Tôi cảm ơn nghệ sĩ Bình Tinh và nhiều nghệ sĩ khác giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh khó khăn này. Ca sĩ Khánh Băng sau đó thay mặt Sĩ Ben gửi lời cảm ơn vì nam ca sĩ đang bệnh, không thể trò chuyện nhiều. Trước đó Khánh Băng cho biết, giọng ca người đến từ Triều Châu bị nhiều bệnh như tràn dịch màng phổi, mủ trong màng phổi, tiểu đường và suy thận. Nam ca sĩ khó khăn về kinh tế nên được đồng nghiệp kêu gọi quyên góp ủng hộ. Theo người bạn theo chăm sóc cho Sĩ Ben, ngoài tràn dịch màng phổi, anh Ben chỉ bị bệnh tiểu đường, anh ấy không bị ung thư phổi giai đoạn cuối như một số thông tin trên mạng. Anh Tâm cho hay, 2 tuần trước, Sĩ Ben bị đau tức ở ngực. Từ những cơn đau nhỏ ban đầu, Sĩ Ben dần đau nhiều đến nỗi nên phải ngủ ngồi. Sĩ Ben được một người quen đưa vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch kiểm tra. Bác sĩ chụp X-quang chẩn đoán Sĩ Ben bị tràn dịch màng phổi nên yêu cầu nhập viện ngay. Do không có người thân ở bên, anh Tâm phải vào giúp ca sĩ Sĩ Ben. Những ngày qua, các bác sĩ đã hút gần 2 lít dịch trong phổi Sĩ Ben. Sĩ Ben thường than đau, sợ hãi, nằm cái ống hút dịch chọc vào người. Nếu thuốc hết tác dụng, Sĩ Ben thường mất ngủ vì cơn đau. Sĩ Ben ăn rất ít mỗi bữa, hầu như chỉ ăn được cháo và uống sữa. Sau 2 tuần điều trị, sức khỏe của ca sĩ cải thiện đôi chút. Dù vậy, Sĩ Ben vẫn rất yếu, không thể nói nhiều hay tự đi lại, phần lớn vì điều cần anh Tâm giúp đỡ. Sĩ Ben đang gặp áp lực tài chính, không còn tiền, nhờ đồng nghiệp quyên góp hỗ trợ viện phí và sinh hoạt phí mỗi ngày. Về việc Sĩ Ben nhập viện mà không có người thân chăm sóc thăm nom, anh Tâm nói, đây là chuyện riêng của gia đình anh ấy, tôi không hỏi đến. Sĩ Ben nổi tiếng sau khi tham gia nhạc tập Mưa Bụi, được báo giới gọi là Lê Minh Việt Nam. Tên tuổi Sĩ Ben gắn với trào lưu nhạc hoa lời Việt từ giữa thập niên 1990 đến đầu thập niên 2000 tại Việt Nam. Sau Mưa Bụi, Sĩ Ben sang Mỹ định cư năm 2002, rồi về Việt Nam kinh doanh. Năm 2010, Sĩ Ben và vợ bị nhiều đồng nghiệp tố nợ nần, sự kiện gây chấn động khiến tên tuổi Sĩ Ben biến mất khỏi làng giải trí. Lê Minh của Việt Nam, ca sĩ nhạc hoa đình đám thời Mưa Bụi, Sĩ Ben giờ ra sao? Sĩ Ben tên thật là Lời Thọ Sinh, cái tên Sĩ Ben không xa lạ trong làng giải trí Việt. Dẫu thời điểm dòng nhạc hoa lời Việt đã xa rất xa, ánh chừng nở rộ vào giữa thập niên 90 của thế kỷ trước. Ngày ấy những ca khúc như Bến Thượng Hải, Đời Phù Du do Sĩ Ben trình bày được mở vang trong các quán cà phê, được thu đi thu lại trong những cuộn video nhan đề Mưa Bụi 1 và Mưa Bụi 2. Có thể nói, cùng với Nhật Hào, Minh Thuận, Tú Châu, những ca sĩ xếp hàng cực phách trong dòng nhạc hoa lời Việt, Sĩ Ben thành cái tên vụt sáng trong làng giải trí Việt vào thời điểm hiếm ca khúc thuận Việt có chất lượng. Mãi về sau này, Những Tình Cờ, Tình Thôi Xót Xa, Mưa Phi Trường với Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường mới xuất hiện. Sĩ Ben sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong một gia đình người Việt gốc Hoa. Gia đình anh vốn không có điều kiện nên từ nhỏ bản thân đã sớm sống một cuộc sống tự lập, vốn say mê với ca hát. Nhưng với Sĩ Ben, anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Thời điểm đó, những show âm nhạc tại các quán, nhà hàng trở nên rất đông khách. Trong một lần tình cờ, một người thân của ca sĩ Quang Vinh bận công việc nên đã nhờ Sĩ Ben
tham gia biểu diễn thay. Dù chưa bao giờ bước lên sân khấu hát, nhưng anh đã liều một lần khi bước lên sân khấu nhà hàng Tàu Du Lịch Bến Nghé, cất lên lời ca tiếng hát. May mắn thay, anh đã được khán giả ủng hộ một cách nhiệt tình. Cũng trong show diễn này, anh gặp được nhạc sĩ Minh Tâm và sau đó anh trở thành ca sĩ cộng tác với hãng thu âm Kim Lệ Studio. Tiếp đó, hãng đã tạo cơ hội cho anh thu âm hai ca khúc Bến Thượng Hải và Đề Phù Du cùng với hai ngôi sao cùng thời đó là nghệ sĩ Tài Linh và ca sĩ Đình Văn trong chương trình Mưa Bụi 1. Nổi tiếng, sau hai ca khúc này, công chúng biết đến anh nhiều hơn. Cộng với ngoại hình hao hao giống Thiên Vương Lê Minh của Hồng Kông, sĩ Ben lại càng được đón nhận đồng nhiệt hơn. Thế là anh tiếp tục tham gia vào chương trình Mưa Bụi 2, đồng thời phát hành ra ca khúc ít được nhiều khán giả trẻ biết đến như Lời Cuối Cho Tình Yêu. Từ đó sĩ Ben theo đuổi dòng nhạc trẻ. Sĩ Ben hát cả tiếng Hoa lẫn Việt, đặc biệt là các ca khúc nhạc Hoa, lời Việt. Một thời gian sau, sĩ Ben ký hợp đồng làm ca sĩ đặc quyền cho Studio Viết Tân và cho ra đời nhiều album, đó là Nụ Hôn Biệt Ly 1, Nụ Hôn Biệt Ly 2, Nụ Hôn Biệt Ly 3, 999 Đóa Hồng, Hình Bóng Áo Cưới. Các album này đều được bán ra với số lượng lớn. Đến năm 1999, anh đã tự biên tập và phát hành album Giả Từ Em và tiếp tục chinh phục khán giả và các ca khúc như Những Lời Dối Gian, Người Đến Từ Chiều Trâu. Năm 2003, anh phát hành thêm một album nữa mang tên Bến Mưa Xa. Bên cạnh đó, anh cũng tham gia vào biểu diễn tại nước ngoài trong nhiều các chương trình lớn như Ấn Tượng Sài Gòn, Giao Điệu Á Châu. Sĩ Ben thường biểu diễn tại các sân khấu 126, Hòa Bình, Đầm Sen, Trống Đồng. Từng tham gia các show diễn lớn như Giao Điệu Á Châu, Ấn Tượng Sài Gòn. Sau khi phát hành album Bến Mưa Xa năm 2002, sĩ Ben sang Mỹ định cư. Một thời gian, sĩ Ben về nước để kinh doanh và phát hành thêm hai album. Album mang tên Tình Băng Khoan phát hành năm 2006. Tuy nhiên vào năm 2010, danh tiếng của sĩ Ben gần như tiêu tan, mất sạch trong mắt khán giả sau phi vụ Nhà Ảo Vàng Thật. Vợ chồng sĩ Ben bị tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo báo chí lúc đó đưa tin, nam ca sĩ đã lợi dụng vẻ ngoài hào nhoáng để thuê nhà của bạn bè quen rồi bán. Qua những chiêu lừa này, sĩ Ben đã chiếm đoạt tổng cộng khoảng hơn 110 lượng vàng. Sĩ Ben không là ngôi sao, nhưng ắt hẳn anh phải là thần tượng với không ít người. Thế cho nên, đầu tháng 2 năm 2020, cái tên sĩ Ben bỏ trốn vì lừa đảo. Theo đơn tố cáo của ông Lý Hoàng Tuấn, làng giải trí biết đến nhiều thông qua cái tên Tuấn Tha Xô, người quản lý của nam ca sĩ Đan Trường. Thì trước đây sĩ Ben có đứng tên bán cho ông căn nhà ở đường 3 tháng 2 với giá 190 lượng vàng. Ông Tuấn cũng đã nhiều lần đưa tiền vàng cho sĩ Ben với giá trị tương đương 70 lượng vàng, đều có ghi biên nhận. Tuy nhiên mãi mà không thấy sĩ Ben giao nhà, ông Tuấn biện chơi bàn ngửa, quyết liệt yêu cầu sĩ Ben phải giao nhà cho mình. Đến nước này, sĩ Ben khóc than với ông Tuấn rằng: "Thú thiệt, giờ em đã đuối lắm rồi, không có căn nhà ở 3 tháng 2 giao cho anh được, nên em sẽ đổi cho anh căn nhà khác." Lâm vô thế cầm lưỡi dao, ông Tuấn buộc phải nghe theo sự sắp đặt của sĩ Ben. Sau nhiều lần, sĩ Ben dắt ông Tuấn lang thang qua các căn nhà ở quận 4, quận 10 và quận 11. Cuối cùng ông Tuấn đồng thuận chọn căn nhà ở đường Bến Văn Đồn, quận 4. Tuy nhiên sĩ Ben chỉ giao nhà, không giao giấy tờ nhà. Cuối tháng 11 năm 2009, khi đang yên đang lành trong căn nhà này, bất ngờ ông Tuấn tiếp một vị khách lạ. Vị khách này trưng ra đủ bằng chứng để chứng minh cho ông Tuấn thấy ông ta mới đích thực là chủ căn nhà, còn ông Tuấn chỉ là khách ở mướn. Hóa ra căn nhà trên chỉ là căn nhà do sĩ Ben thuê của người đàn ông này và đem đi gán nợ cho ông Tuấn. Khi biết mình bị lừa, ông Tuấn liên tục gọi điện cho sĩ Ben để nói chuyện phải trái, nhưng sĩ Ben chỉ ấm ờ hứa hẹn qua điện thoại rồi sau đó trốn biệt tâm. Cũng với chiêu thức này, sĩ Ben đã mang căn nhà số 19-9M đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh mà mình đang ở thuê để đi chào bán cho nhiều người. Và hàng loạt nghệ sĩ khác đã sập phải cái bẫy này của sĩ Ben.